60 phẩm dẫn nhiếp nhau. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát An Trụ Bố Thí Ba La Mật Đa, lại dẫn nhiếp tịnh giới Ba La Mật Đa? Phật dạy, này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát dùng tâm không nhiếp thọ, không bòn sẻn, khi tu bố thí đem sự bố thí ấy cho các hữu tình cùng có như nhau hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột đối với các hữu tình an trụ thân nghiệp từ an trụ ngữ nghiệp từ an trụ ý nghiệp từ thì này thiện hiện đó là đại bồ tát an trụ bố thí ba la mật đa mà dẫn nhiếp tịnh giới ba la mật đa cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát an trụ bố thí ba la mật đa lại dẫn nhiếp an nhẫn ba la mật đa phật dạy này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát dùng tâm không nhiếp thọ, không bòn sẻn khi tu bố thí, đem sự bố thí ấy cho các hữu tình cùng có như nhau hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Nếu có người thọ nhận nào vô cớ mắng nhiếc, lại thêm lăng nhục, nhưng Bồ Tát đối với họ chẳng trở lại khởi tâm sân giận độc hại, mà chỉ khởi tâm lân mẫn thương yêu, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa, mà dẫn nhiếp an trụ ba la mật đa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa mà dẫn nhiếp tinh tấn ba la mật đa? Phật dạy, này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát dùng tâm không nhiếp thọ, không bòn sẻn, khi tu bố thí, đem sự bố thí ấy cho các hữu tình cùng có như nhau, hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột nếu có người thọ nhận nào vô cớ mắng nhiếp lại thêm lăng nhục nhưng khi ấy bồ tát nghĩ thế này các hữu tình tạo tác các loại nghiệp như thế trở lại nhận chịu các loại quả như thế ta nay chẳng nên chấp vào việc ấy mà từ bỏ nghiệp tu hành lại nghĩ thế này ta nên đối với họ và các hữu tình khác lại càng tăng thêm tâm xả, tâm thí chẳng có gì nuối tiếc. Nghĩ như thế rồi, phát khởi tâm thăng tiến, tinh tấn bố thí không ngừng, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát An Trụ Bố Thí Ba La Mật Đa lại dẫn nhiếp tinh tấn Ba La Mật Đa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát, An Trụ Bố Thí Ba La Mật Đa, mà dẫn nhiếp tịnh lự Ba La Mật Đa? Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát dùng tâm không nhiếp thọ, không bỏn sẻn, khi tu bố thí, đem sự bố thí ấy cho các hữu tình cùng có như nhau, hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, khi ấy, Bồ Tát tâm không tán loạn, chẳng bao giờ trở lại mong cầu các cảnh diệu dục cũng chẳng trở lại mong cầu cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, cũng chẳng trở lại mong cầu an trụ ở bậc thanh văn độc giác, chỉ cho các hữu tình cùng có như nhau hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, tâm như thế liên tục không tán loạn. Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát, an trụ bố thí ba la mật đa, mà dẫn nhiếp tịnh lự ba la mật đa.